Chắc anh Hùng báo cáo với bố rồi. Anh em con vẫn khỏe bố ạ. Con thì còn một năm nữa là tốt nghiệp thôi. Bố ơi, bố nhớ phù hộ độ trì cho anh em con khỏe mạnh bố nhá, để con có sức kiếm tiền, dành dụ kiếm cái chỗ chui ra chui vào. Chứ đến lúc anh Hùng đi lấy vợ, chả nhẽ lại phải đi ở rể. Con cũng biết là phải cố gắng, nhưng mà cuộc sống của hai anh em con đã quá khổ rồi bố ạ. Con cũng biết là mình phải chấp nhận hoàn cảnh. Đêm nào con cũng tự nhủ là mình phải cố gắng, nhưng mà đến khi thức dậy không biết mình phải cố gắng thế nào nữa. Cố gắng đến bao giờ nữa bố ạ? Nhìn bạn bè xung quanh con thèm khát những thứ bình thường nhất cũng không thể dễ dàng có được. Nên con quyết định sẽ đánh đổi và sống theo cách của mình. Là bỏ học và cặp kè với thằng đã có gia đình à? Mày đứng lại! Hôm nay có bố ở đây, mày nói đi. Sao mày dám làm cái việc nhơ nhuốc như thế hả? Tao vất vả bấy lâu nay vì điều gì? Vì mày đấy. Tao không muốn mày phải bươn chải kiếm tiền, tập trung vào việc học. Mày đã từng ước mơ vào đại học, rồi ra trường có công việc tử tế, có anh có em. Bây giờ mày cần tiền như thế à? Cần chứ. Cả em và anh đều cần. Vì anh em mình nghèo, mà cái nghèo nó cứ đeo đẳng lên anh em mình. Mà cái nghèo ấy, nó còn đi cùng với cái hèn. Cũng vì nghèo nên mẹ mới bỏ anh em mình đi tìm cuộc sống tốt hơn. Đến cái nhà cũng mất để trả nợ cho mẹ. Giờ ấy, một chỗ che nắng che mưa để thắp hương cho bố mình cũng không có. Anh xem, vì sao? Vì không có tiền đấy. Em biết là anh luôn cố gắng lo cho em, nhưng mà từ giờ ấy, anh không phải hy sinh bất cứ thứ gì vì em nữa. Em không muốn mãi là kẻ ăn bám anh. Thế mày bám vào người ngoài, mày thấy thoải mái hơn với ruột thịt của mày à? Đó chỉ là công việc thôi, em tự nguyện. Vui vẻ mà. Mày im ngay cái mồm. Anh nói gì cũng không thay đổi được gì đâu. Anh thừa biết tính em mà, đã quyết gì thì sẽ làm bằng được. Dù anh em mình có cố gắng làm cật lực thế nào đi chăng nữa, không thay đổi được cái nghèo đâu. Kệ em đi, từ giờ ấy, hãy để em lo cho anh. Tao không cần. Đừng bắt em phải làm theo ý của anh. Thế mày bảo tao phải làm thế nào hả? Trơ mắt ra nhìn mày tự hủy hoại tương lai phẩm giá. Bố có dạy mày như thế đâu. Bố chắc chắn không muốn con cái của mình phải khổ. Em nhắc lại, em lớn rồi và sẽ tự chịu trách nhiệm cho những việc mình làm. Mày giỏi lắm. Mày không cần anh mày lo cho mày nữa rồi. Anh không lo được đâu. Anh lo cho mình đi. Anh cũng đã ngoài 30 rồi. Dù anh có cố gắng thế nào đi chăng nữa, cũng không thể thay bố lo cho em gái cả đời được. Cái số em là thế rồi. Em về trước đây. Thank you.
Anh à, mấy giờ anh qua đón em ạ? Hôm nay em hơi mệt thôi. Vâng, không sao, giờ em về nhà thôi ạ. Lát lúc nào qua đón em thì anh gọi trước cho em nhé. Dạ, em yêu anh. Em chào anh. Ờ, làm em. Vâng ạ. Thôi, để bố chở đi cho. Đây. Thế. Thế nào chồng? Thức đêm có mệt lắm không? Bình thường. Như ở quê trông cá thôi mà. Mỗi tội